Rồi, ok, tiếp tục mình qua part 2, question 7 to 13. For each question, choose the correct answer. Đối với mỗi câu hỏi thì mình sẽ chọn câu trả lời thích hợp ha. Mình có ba nhân vật là Gian, Max và Gozo. Rồi, nội dung của họ là mình sẽ học về My Favorite Book, tức là cuốn sách yêu thích của ba cái nhân vật này. Rồi, Gian sẽ nói về quyển sách yêu thích của anh ấy. Sau đó mình sẽ trả lời các câu hỏi từ 7 cho đến 13. Đầu tiên các bạn làm gì? Đọc qua các câu hỏi trước để mình nhớ, trong đầu mình mang máng nó có cái câu hỏi nào, thì tí xíu mình qua mình đọc bài mình trả lời rất là nhanh ha mày. Đó là cái cách làm đối với cái dạng bài này. Thì như vậy đòi hỏi các bạn phải đọc, hiểu và nhớ nữa. Ok, number 7. Who does not like the way the book ends? Ai không thích cái cách mà quyển sách kết thúc? Rồi, câu số 8, who enjoy the picture in the book? Ai thích những cái hình ở trong quyển sách? Câu số 9, who explain how he got the book? Ai giải thích bằng cái cách nào mà anh ấy có được quyển sách? Number 10, who enjoy learning about life which are different from his own? Ai thích học về cái cuộc sống mà nó khác từ cái cuộc sống của anh ấy? Ok. Number 11, who says something about what happened in the story? Ai nói một cái điều gì đó về những cái chuyện mà đã xảy ra ở trong câu chuyện? Number 12, who says the book is not very well known? Ai đã nói quyển sách thì nó không được nổi tiếng? Number 13, who felt sad when he finished the book? Ai thì cảm thấy buồn khi anh ấy kết thúc cái quyển sách? Rồi, sau khi mình đọc xong thì mình qua mình đọc nhân vật Gian. This well-known book were in the box of all books that a neighbor gave me. Cái quyển sách nổi tiếng này thì nằm ở trong một cái hộp cũ mà người hàng xóm đã đưa cho tôi. Như vậy cái khúc này nè các bạn, thì mình sẽ trả lời được bên đây là câu số 9 ha. Câu số 9 nãy mình vừa mới đọc là who explained how he got the book. Ok. Ai giải thích là bằng cách nào mà anh ấy có quyển sách, thì cái người nhân vật Gian này nè là cuốn sách anh ấy có được là từ cái người hàng xóm đưa cho ảnh, đúng không? Rồi tiếp theo ha, I wasn't sure about this when I picked it up because I saw the pictures and thought it was a book for little children. Tôi thì không có chắc về nó khi mà tôi cầm quyển sách lên, bởi vì sao? Tôi nhìn thấy những cái bức hình và tôi nghĩ đó là sách dành cho trẻ em. But when I was bored, so I started reading. Nhưng mà khi mà tôi chán á, thì tôi bắt đầu đọc. After a few pages, I couldn't stop. And when I got to the last page, I was quite upset that there wasn't more. Chỉ sau vài trang thôi thì tôi không thể dừng lại. Và khi mà tôi đọc đến cái trang cuối cùng á, thì tôi khá là giận bởi vì không còn nữa. Như vậy ngay chỗ này mình sẽ trả lời được câu 13 ha các bạn. Ok, mình đánh dấu trước. Bên câu 13 hồi nãy mình vừa mới đọc, người ta nói là ai mà cảm thấy buồn khi anh ấy kết thúc cái quyển sách, thì nhân vật của mình là Gian, nhân vật A. Nhiều bạn sẽ nhầm với câu số 7 ngay chỗ này. Câu số 7 người ta nói là who does not like the way the book ends. Ở đây người ta nhấn mạnh là gì? The way là cái cách mà quyển sách kết thúc, chứ không phải là buồn khi mà anh ấy kết thúc cái việc cái quyển sách mà anh ấy đọc ha. Hai cái đó nó khác nhau. It's about two friends who play a game. Nó là quyển sách về hai người bạn ha, chơi một cái trò chơi. Và how it changes their life is brilliant. Nó về hai người bạn chơi trò chơi và cái cách mà họ thay đổi cái cuộc đời của họ, nó thật là tuyệt vời. Như vậy cái ngay chỗ này nó trả lời được cho mình câu 11. Bên câu 11 bên đây, người ta nói là who says something about what happened in the story, thì nhân vật Gian mình, tức là cái nội dung ở trong câu chuyện là hai người bạn, cái cách mà họ thay đổi chơi một cái trò chơi và cái cách mà is đây là a game, change their life, thay đổi cuộc đời của họ, có thể là về lập trình viên hay gì chẳng hạn. Rồi nhân vật thứ hai, Max. This was one of the first book I ever had. Đây là một trong những quyển sách đầu tiên mà tôi đã từng có. But it's still a favorite. Nhưng mà nó vẫn là cái quyển sách yêu thích của tôi. Even before I could read, thậm chí là trước khi mà tôi có thể đọc, I love looking at the drawing as my parents read the story to me. Thậm chí trước khi tôi có thể đọc thì tôi đã thích nhìn vào những cái hình vẽ khi mà ba mẹ đọc nó cho tôi, đọc cái câu chuyện cho tôi. Như vậy bên phía câu số 8 hồi nãy có một cái người rất là thích nhìn vào hình ảnh mê tranh. Who enjoyed the picture in the book? Như vậy mình sẽ chọn nhân vật B của mình là Max ha, là cái người mà thích những cái drawing, tức là tương đương với bên kia là picture. Khi mà ba mẹ đọc truyện thì anh ấy chỉ chăm bẵm nhìn vào mấy cái hình thôi, anh thích hình ảnh lắm. Như vậy
người ta dùng từ cái kỹ thuật paraphrase là từ đồng nghĩa. Ở đây các bạn cứ kiếm chữ picture nó sẽ không ra ha. Now my little sister got it and she loves it too. Bây giờ thì em gái nhỏ của tôi có nó và cô ấy cũng thích nó. The writer had become quite famous, but this is the first book she wrote, so not many people have heard of it. Cái tác giả mà viết cái quyển sách này sau này trở nên cũng khá là nổi tiếng. Nhưng mà đây là quyển sách mà cô ấy đầu tiên mà cô ấy viết ha, cho nên không có nhiều người biết về nó. Thì hồi nãy mình có một cái câu số 12 bên kia là người ta nói là ai đã nói là quyển sách này thì nó không có nổi tiếng. Well known ở bên kia người ta dùng là famous, bên đây thì người ta dùng từ là well known. Vậy bạn kiếm well known nó sẽ không ra ha, mà bên đây người ta dùng là famous hoặc là not many people heard of it, tương đương với quyển sách này is not well known. Rồi vậy ngay chỗ này đó là câu 12, Max là nói cái nội dung này. Rồi tiếp tục. It's very different from the book she wrote later. Nó rất là khác những cái quyển sách mà cô ấy viết sau này ha. I suppose what she tried about changes as your life changes. Tôi thì cho rằng cái mà bạn viết về cái mà bạn viết á, về cái sự thay đổi khi mà cuộc đời của bạn thay đổi. Cái này là đời thay đổi khi mà ta thay đổi, cái nội dung đó giống giống như vậy ha. Suy nghĩ khác thì đời cuộc sống của mình nó sẽ thay đổi. Rồi nhân vật số 3, Kizo. I read this book for the first time when I was about 8. Tôi đọc quyển sách này lần đầu tiên khi mà tôi mới 8 tuổi. One of the reasons I like it was that it was about people growing up in a place which I knew nothing about. Một trong những cái lý do mà tôi rất là thích là gì? Nó thì về những cái người mà lớn lên ở một cái nơi mà which I knew nothing about, mà tôi không có biết gì về cái nơi đó hết. Thì như vậy hồi nãy bên câu số 10 có một cái câu hỏi người ta hỏi là ai là cái người mà thích đọc về những cái cuộc sống mà nó rất là khác biệt với cái chỗ mà anh ấy sống. Thì mình chọn nhân vật số 3 của mình là Kojo ở đây ha. Rồi tiếp tục. My friend read it too and our idea for game often came from this book. Bạn của tôi cũng đọc nó và cái ý tưởng của chúng tôi về trò chơi thường đến từ cái quyển sách này. I read it again recently and I still think it's great except the last few pages. Tôi đọc nó lại gần đây và tôi vẫn nghĩ nó rất là tuyệt ngoại trừ the last few pages. Ở đây bạn sẽ thấy một cái cặp nó hơi phản nghĩa. Gần đây thì tôi đọc lại nó, tôi vẫn nghĩ nó rất là tuyệt ngoại trừ một vài trang cuối. Như vậy là một vài trang cuối nó làm sao, nó dở ha, đúng không? Hoặc là cái cách mà nó kết thúc nó làm cho người ta suy nghĩ là dở. Thì như vậy có nghĩa là câu số 7, câu này mới phù hợp cho số 7. Ai thì không thích cái the way the book end, cái cách mà cái quyển sách kết thúc, tức là vài cái trang cuối cùng á. Ok, vậy mình chọn nhân vật Kojo này ha. Rồi tiếp tục. What happened in them doesn't seem real. Rồi ở đây làm rõ thêm cái mà xảy ra ở trong chúng á, thì nó dường như là không có thật. Ok, rồi vậy là cái cách mà cuốn sách kết thúc là bổ sung vô nghĩa câu số 7 ha. Rồi thầy đọc lại lần nữa, các bạn dò lại ha. My favorite book. This well-known book were in a box of old books that a neighbor gave me. I wasn't sure about this when I picked it up because I saw the picture and thought it was a book for little children. But I was bored, so I started reading. After a few pages, I couldn't stop. And when I got to the last page, I was quite upset that there wasn't more. It's about two friends who play a game and how it changes their life. It's brilliant. Ok, nhân vật Max. This was one of the first books I ever had, but it's still a favorite. Even before I could read, I loved looking at the drawings as my parents read the story to me. Now my little sister got it, and she loved it too. The writer has become quite famous, but this is the first book she wrote, and not many people have heard of it. It's very different from the book she wrote later. I suppose what you write about changes about change as your life changes. Okay, Kojo. I read this book for the first time when I was about 8. One of the reasons I liked it was that
It were about people growing up in a place which I knew nothing about. My friend read it too, and our ideas for game often come from this book. I read it again recently, and I still think it raised, except the last few pages. What happened in them doesn't seem real. Rồi mình xong part 2 ha.